công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Đó là những danh hiệu rất đáng tự hào mà Thượng úy Lê Hảo, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Trên cương vị là trợ lý thanh niên, chàng sĩ quan trẻ thế hệ 9X luôn phát huy sự nhiệt huyết của một thủ lĩnh đoàn, tiên phong trên mọi mặt trận, chủ động, sáng tạo, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, được đồng đội tin yêu, mến phục. Anh là tác giả của nhiều mô hình thu hút đông đảo tuổi trẻ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ truyền thống của gia đình, truyền thống đấu tranh của quê hương Trảng Bàng Tây Ninh đã cho tôi những cái động lực để thôi thúc tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu. Tôi muốn gửi những dòng tâm sự đến cho các bạn đoàn viên thanh niên, đó là cần phải không ngừng xung kích, sáng tạo và thách thức, thử thách bản thân mình nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm được tích lũy từ những năm tháng học tập tại trường sĩ quan chính trị, về công tác tại đơn vị, Thượng úy Lê Hảo tích cực tham gia các hoạt động phong trào thanh niên, luôn phát huy vai trò thủ lĩnh, tiên phong xung kích, là ngọn cờ đầu, truyền lửa nhiệt huyết, khát khao cống hiến cho tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố. Cảm nhận anh Lê Hảo là một người như một người anh của em thực sự, một người rất là gần gũi và thân thiện. Những cái gì mà tụi em không hiểu hay là thắc mắc thì khi mà hỏi lại anh thì anh lúc nào cũng vui vẻ, hài lòng và trả lời rất là đầy đủ để tụi em nắm bắt thêm. Và em cảm thấy anh Lê Hảo là một người rất là tràn đầy nhiệt huyết. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Hảo cùng đồng đội tham gia tổ công tác đặc biệt giúp dân chống đại dịch thế kỷ, để lại tình cảm đặc biệt về bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân quên mình. Bên cạnh đó, Thượng úy Lê Hảo còn vận động tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, góp ngày công lao động sửa chữa đường giao thông nông thôn, cải thiện cảnh quan môi trường, nạo vét các tuyến kênh mương, xây dựng công trình công cộng, đảm nhận các công trình phần việc thanh niên. Chị Lê Hảo cũng rất là năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động, tham gia tích cực và tham gia đóng góp ý kiến của mình trong các hoạt động của chấp hành thành đoàn, truyền cảm hứng và cũng như là các hoạt động báo cáo về nhiệm vụ và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của đảng. Thì đồng chí Hảo luôn thể hiện được vai trò của mình, thể hiện tốt cái vai trò là trợ lý thanh niên, là người kết nối và tham mưu các hoạt động đoàn của Bộ Tư lệnh Phố. Đồng chí Hảo là một trong những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm và biết phát huy sức mạnh của tập thể để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao. Trong cái thời gian tới thì tiếp tục phấn đấu để xứng đáng hơn cái niềm tin và cái kỳ vọng của cấp ủy chỉ huy các cấp. Thượng úy Lê Hảo chính là tác giả của mô hình rất hiệu quả chi đoàn 3 xung kích trong quân đội. Đó là xung kích trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xung kích trong các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xung kích trong tăng gia sản xuất, bảo quản vũ khí trang bị. 3 xung kích này được áp dụng rộng rãi tại các đơn vị trên địa bàn quân khu 7 và đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị. Với những thành tích cống hiến, Thượng úy Lê Hảo đã được trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với các danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân, gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, xứng đáng là thanh niên tiêu biểu toàn quốc trong lĩnh vực quốc phòng an ninh.